quý vị và các bạn, đã thành thông lệ cứ vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, huyện Phú Lương lại tưng bừng tổ chức lễ hội đèn đuổm nhằm tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Ngày hôm nay, tôi và anh Giles Mikil sẽ cùng hòa mình vào không khí tưng bừng náo nhiệt của lễ hội này trong chương trình Thái Nguyên Corner. Đền Đuổm nằm dưới chân núi Đuổm thuộc xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Nơi đây thờ Dương Tự Minh, vị tướng tài ba của vương triều nhà Lý, người có công lớn trong việc giành lại phần đất đai rộng lớn từ tay giặc Tống và bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc Đại Việt. Ông còn có công khai khẩn điền địa, phát triển kinh tế, giữ vững mối đoàn kết của dân tộc. Tục truyền rằng đền được dựng từ năm 1180, bao gồm 3 phần, phía dưới là phủ bà, nơi thờ hai phu nhân của ông, đền trung thờ Thánh Đuổm, Dương Tự Minh, phía trên cùng, núi Đuổm, là nơi thờ mẫu, mẹ ông. Lễ hội đền Đuổm gồm có phần lễ và phần hội. Cỗ dâng có hai loại là cỗ chay và cỗ mặn. Cỗ chay là các loại bánh bìa, bánh vôi, bánh chả lam, bánh khảo, bánh rán, bỏng nổ. Và cỗ mặn gồm lợn quay, xôi gấc, bày biện đẹp mắt. Cỗ chay rước trước, cỗ mặn rước sau. Đi đầu là các vị quan viên mặc áo thụng cầm cờ, đi sau là trống, chiêng, kèn, sáo nhị. Trong bài tế lễ, các vị quan viên cầu mong vị Đức Thánh Đuổm ban cho một năm mới, mọi sự tốt lành, mùa màng bội thu, no ấm. Chưa này bạn biết không, dưới sự cai quản của người anh hùng dân tộc Dương Tự Minh trong hơn 30 năm, thì phủ Phú Lương đã thực sự trở thành một vùng phồn thịnh và người dân làng Đuổm đời nọ nối tiếp đời kia thì thay nhau thường trực phụng thờ ngôi đền. Sở dĩ là lễ hội được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm là tương truyền rằng bởi vì đó là ngày sinh của người anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan và tìm hiểu ngôi đền nhé. Ok. Bạn có thể giới thiệu về nơi này không? Ok. Đây là bang chính để thờ tướng Dương Tự Minh. Và như bạn có thể thấy là ở hai bên cửa ra vào thì có hai câu đối. Vâng. Đấy là quan triều hiển thách thiên thu tạ, động đạt giáng thần vạn cổ hình. Có nghĩa là đất quan triều hiển thách muôn đời từ xưa đến nay vẫn còn, xã động đạt giáng thần muôn đời khói hương thơm ngát. Ok. Và hai bên của ban thờ chính là thờ vợ của tướng Dương Tự Minh. Và chúng ta có thể là đi tham quan hai ban ở bên tay trái và bên tay phải. Ok. 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 Cảm ơn. Ok. Đây là đâu? Đây là ban thờ công chúa Diên Bình, đệ nhất phu nhân của tướng Dương Tự Minh. Chúng ta hãy vào trong tham quan một chút đi. Đây là đâu? Đây là ban thờ công chúa Thiều Dung, đệ nhị phu nhân của tướng Dương Tự Minh. Ra kìa. Trên kia còn gì nữa không? Ở bên trên đỉnh kia thì vẫn còn đền thờ mẫu. Và bạn là thờ mẹ của tướng Dương Tự Minh, bạn có muốn đi xem nữa không? Ok. Đây là đền thượng thờ mẫu, tức là mẹ của tướng Dương Tự Minh. Thank you.
này chúng ta đã tham gia phần lễ rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia phần hội với rất nhiều trò chơi thú vị đấy. Chúng ta đi nhé. Ok. Ngoài những lễ và trò chơi dân gian, hội đuổm năm nay còn có thêm các gian trưng bày sản vật của 16 xã, thị trấn trong huyện như bánh chưng, gạo nếp, gạo tẻ, chè, nấm, mật ong, thu hút đông đảo người đến tham quan và mua sắm. Càng về trưa, lượng người đổ về hội càng đông hơn. Đến với lễ hội, ai ai cũng mong muốn một năm mới, mọi sự tốt lành, mùa màng bội thu, no ấm. Đây không chỉ là nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh, mà còn là một hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Phú Lương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung với du khách thập phương. Yeah, today I'm very happy to discover this temple. Really, I believe that I will invite another friend to come here to enjoy together this temple. I'm very happy too, and I'm grateful to enjoy traditional cake. And it's very, very delicious. It's interesting. I never eat something like this. And I believe I will invite another friend to come here to enjoy together. Okay. I'm very happy.